Mẹ mất rồi, còn dạ. Ba? Ba thì mất lâu rồi. Còn gia đình bên đó, anh em còn mấy người? Không còn ai á. Chỉ có em đẻ không được thôi, chứ bất cứ gì làm cũng được á. Thì mỗi người một tay vậy thôi. Thấy không? Chỉ có đẻ không được thôi. Nhưng mà giờ anh hỏi chút tế nhị chút xíu nha. Dạ. Vốn khoảng nhiêu? Thì nói thiệt với anh thì em đem về 20 tỷ. Mà anh thấy gì đâu, không có xi nhê gì ở Sài Gòn hết. Anh thử ra mới nghĩ là về ở tỉnh là vậy đó. 20 tỷ hả? Xin được mời nhà gái. Chào em. Mời nhà trai. Mời anh ngồi. Mời nhà gái giới thiệu cho mình nè. Em xin kính chào quý vị khán giả. Chào hai MC, chào chú Quyền Linh và chào chị Ngọc Lan. Chào em. Dạ, xin chào anh Nam bên cạnh ạ. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thơm, em sinh năm 1995. Em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm công việc gì? Dạ, em là nhân viên văn phòng của một công ty thực phẩm. Rồi, ở Sài Gòn là em ở đâu? Dạ, em ở Thủ Đức ạ. Là em ở nhà ai? Dạ, em ở nhà của em. À, nhà em luôn hả? Trời, giỏi quá vậy. Thơm ở một mình hay ở với ai? Dạ, em ở với em trai ạ. Còn em trai giới thiệu về mình đi. Dạ, lần đầu tiên em cũng cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em có cơ hội để quen với bạn gái. Anh tên là Nguyễn Victor Tiến. Kêu Victor hay kêu Tiến ta? Kêu Tiến chị Lan. Dạ, em chào anh Tiến. Em thì trên giấy tờ thì em sinh 71 nhưng mà thật ra thì em sinh 83. Cuộc đời nửa nạt nửa mỡ, nửa Việt Nam, nửa Mỹ. Bây giờ về Việt Nam đầu tư chắc có thể ở đây luôn. Em ở nước ngoài bao lâu rồi? Em ở cũng gần 21 năm. 21 năm? Dạ. Rồi bây giờ về Việt Nam? Dạ vâng. Ở đâu? Dạ, hiện bây giờ em ở quận 7, ở Phú Mỹ Hưng. Em ở với ai? Ở mình. Một mình hả? Dạ. Mình thuê nhà mình ở hay sao? Dạ vâng. Rồi định về Việt Nam ở luôn? Chưa biết nữa, nếu như mà lập gia đình ở đây thì muốn ở đây cũng được, hay muốn về Mỹ ở cũng được. Em về Việt Nam lâu chưa? Em về đây được 3 tuần nè. 3 tuần? Sao biết chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này? Thì cũng có coi ở bên Mỹ nhiều rồi. Cũng thấy cũng hay. Với cũng tạo được điều kiện cho những người mà không có điều kiện để gặp những bạn gái mình muốn á. Rồi. Nhưng mà anh tính về Việt Nam là anh tính làm công việc gì ở bên này? Thì hiện bây giờ em đang kiếm đất để mua, để em xây trại nuôi gà nông nghiệp đó anh. Rồi bây giờ anh Tiến đang giới thiệu về mình thì anh Tiến giới thiệu luôn về ưu điểm và khuyết điểm của mình luôn đi ạ. Ưu điểm của em á thì nếu như mà đã quyết định làm cái gì đó là phải làm cho nó xong mới ngủ được. Khuyết điểm á thì làm cái gì cũng làm lẹ lắm, không có suy nghĩ kỹ. Anh thử có nhiều lúc nó cũng thất bại, nhiều lúc nó cũng được này được nọ. Có bên Mỹ thì Tiến làm công việc gì bên đó? Dạ, hồi trước em qua bển thì em làm kỹ sư về điện thoại đồ á, 8 năm. Rồi xong rồi nó cứ thất nghiệp hoài, cái cảm chán quá em đổi qua mua nhà cửa rồi sửa lại bán. Rồi về coi như là làm về bất động sản đó đúng không? Dạ, làm kỹ sư phần cứng hả? Dạ, em làm đi ở ngoài bắt mấy cái antenna cho điện thoại đồ. Bây giờ nhà gái nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình cho nhà trai nghe đi. Em là một người tính cách thì khá hiền, khá dễ tính và rất là chu đáo, biết nghĩ cho mọi người. Em còn biết lo nhà cửa cơ bản thì em biết nấu ăn rồi em cũng biết. Còn về điểm yếu của em thì em nói chuyện hơi nhỏ và em hơi ít nói. Lâu lâu về cái khả năng mà tự chăm sóc sức khỏe của bản thân thì cũng có nhiều cái nó chưa tốt cho lắm. Ví dụ cơ bản như là cái việc uống nước hàng ngày là em cũng nhiều khi nhớ thì em uống nước uống, còn không thì em ít uống nước. Tức là giờ mình mong có một người để mà có thể nhắc mình uống nước đúng không? Dạ đúng rồi. Chị cài báo thức cho. Mình có thể nói chút xíu đường tình duyên của mình đó Tiến. Em có quen 2 mối tình là chưa đi đâu hết. Cái đầu tiên á là quen giống như đi học high school, nó học ở trong trường đó, nó quen cũng được 5-6 năm, không thấy xong. Rồi mối tình thứ hai thì chia tay cũng gần 5 năm rồi. Lý do là cái bạn đó không có hợp với mẹ em lắm, không có chịu bỏ thời gian để coi như chăm sóc mẹ em á, tại mẹ em bị bệnh liệt nửa người á. Chia tay là bắt đầu lúc mẹ em chết rồi. Bây giờ em mở vậy tới gần 5 năm rồi. Mẹ mất rồi, còn dạ. Ba? Ba thì mất lâu rồi. Còn gia đình bên đó, anh em còn mấy người? Không còn ai á. Chỉ còn mình em, bởi vì em mới về đây. Chỉ còn một mình em thôi? Dạ vâng. Rồi, thấy thương nhà, coi như mồ côi hết. Đó, hoàn cảnh của nhà trai tôi vậy đó, cũng chưa có gia đình gì hết nha. Dạ, nhà gái nghe rồi. Nhà trai tôi muốn nghe đường tình duyên đó. Đường tình duyên của em thì không trắc trở lắm. Em trải qua được một mối tình. Tụi em quen nhau được 1 năm. Cái lý do chia tay là do chắc là mối tình đầu. Cái việc yêu đương nó cũng không có nhiều cái trải nghiệm. Khi mà xảy ra cái mâu thuẫn
gì đó thì tụi em chỉ biết im lặng và không có nói cho nhau và cũng không có tìm ra hướng giải quyết. Đến một ngày mà nó quá nhiều cái bức bách rồi á thì quyết định là chia tay. Thật ra cái này cũng không phải nói là về có kinh nghiệm xử lý hay không, mà là do thực sự là tụi em tình yêu nó chưa có lớn nhiều cho nên là tụi em không có giải quyết được. Yêu chưa đủ thôi. Chào em gái. Dạ, chào chú. À, ở bên đây á, nhà trai hơi lớn hơn đó một chút xíu tuổi. Dạ. Có 13 hả? Dạ. 12 thôi, đúng con giáp đi. Thấy được không? Dạ được ạ. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình có thể diễn tả có giống bên đây không? Em muốn tìm một người thứ nhất về công việc, sự nghiệp phải có cái sự ổn định một chút. Công việc ổn định, bên đây tôi chưa đây nghe cái chưa. Ổn định hay không? Đúng rồi, bên đây là chưa, bên đó chưa thấy ổn định. Mình đang đi tìm đất mua để nuôi gà đúng không? Dạ. Mình định mua khoảng nhiêu đất? Bề ngang 15m và dài cỡ 100m. Ngang 15 dài 100m. Khá à nha. Ở khu vực nào? Khu vực nào? Thì chắc cứ lòng vòng về miền Tây hay Long An. Miền Tây hỏi hay... mua về anh để đưa đất cho nuôi gà. Cho mượn đất nuôi gà, lâu lâu để gà nấu cháo được rồi. Được. Thấy không? Được, chuyện nhỏ. Miền Tây là đất anh có, không lo. Nha. Đang trên đường là về đây lập nghiệp. Thì mua ngang 15 dài 100 là cũng khá rồi đó. Anh mới về Việt Nam nên là cái gạch đầu dòng đầu tiên thì mình có thể xem xét lại. Chăm trước được ha. Ừ. Rồi, tới cái thứ hai nào. Thứ hai là em muốn một người chín chắn, có nghĩa là họ có nhiều cái trải nghiệm á. Trong một số trường hợp trong cuộc sống họ có thể dẫn dắt cho em, à cái này đúng hay là cái này sai, cái này phải như thế nào. Anh này dẫn dắt được, anh này có kinh nghiệm, có không mới từ nước ngoài về mà đi mua đất mua gà là người ta có ý chí cầu tiến làm ăn. Tôi chấm cái đó rồi đó. Dạ. Cái gạch đầu dòng thứ ba, anh phải có cái sự cảm thông chia sẻ. Ta phải có cái sự chia sẻ việc nhà với vợ này kia. Hỏi lo em. Chỉ có em đẻ không được thôi, chứ bất cứ gì làm cũng được á. Thì mỗi người một tay vậy thôi. Thấy không? Chỉ có đẻ không được thôi. Cái cuối cùng thì quan trọng nhất là sống chân thành. Chân thành thì tự mình tìm hiểu nha. Tự tìm hiểu rồi. Cái mong muốn mà về ngoại hình như thế nào em có thể diễn tả cụ thể không? Để chị Lan qua, chị Lan coi cho. Ngoại hình sao, cao mập lùn gì đó. Dạ. Em muốn cao trên 1m7. Có. Trời, có không? Có. Rồi, khỏi kiểm tra ha. Khỏi. Ăn mặc chỉnh chu, tương tất. Chỉnh chu, mua không chỉnh chu. Cái này là phải qua coi. Tại vì kiều mà. Dạ, trời ơi. Mức không chỉnh chu như vậy. Dạ, quan trọng nhất là em chào anh. Khỏe mạnh. Hình nền được, khỏe mạnh để qua hỏi. Anh có khỏe không? Dạ, ok, cảm ơn chị. Không. Em không có hỏi là how are you, okay. Mà em hỏi là sức khỏe anh có tốt không? Anh có khỏe mạnh để mà có thể bảo bọc được một cô gái không? Không đến nỗi lết. Người ta từ bên Mỹ về đây, ta ngồi vậy mà biết khỏe mạnh được, hỏi cái gì nữa. Làm khó nhà tôi không, hả? Không, cái đó hỏi là đúng rồi đó. Khỏe mạnh gì, vấn đề gì? Khỏe mạnh gì, vấn đề gì? Dạ không, sức khỏe tốt là được để sống với em lâu dài. Đó, sức khỏe tốt để sống lâu dài thôi. Tốt chứ. Ảnh nói chung là về ngoại hình, về tướng tá là nhìn thấy cũng ngon lắm, ngon lành lắm. Em cũng đi tập gym mỗi ngày mà chị Lan. Đó, dạ đó. Mỗi ngày đó. Ngon lành. Mỗi ngày tập mấy phút? Chắc cỡ 2 tiếng. Đó đó, rồi. Trời, ngon khỏe lành. Ru. Tự ngày tập 5 phút giống tôi. Có chuyện gì mà em không thích ở đàn ông không? Có, nhiều lắm. Gì? Nói luôn. Thứ nhất là ăn nhậu bê bết. Bên đây có nhậu bê bết không? Không chị, không có nhậu, không hút thuốc. Mình đó con ở con mình mà nhậu với ai? Đúng rồi. Đúng rồi. Không thích gì nữa. Nhiều quá thôi, chút mở rào hai bạn tự hai tìm hiểu tự nha. Hỏi gì không? Bà Mai hỏi anh nè. Anh mong muốn có bạn gái như thế nào? Bạn gái thì gọn gàng sạch sẽ, biết lo chị nhà được rồi. Đừng có giống như gì đó, ôm điện thoại mỗi ngày lâu quá, để dành điện thoại cho hai người với nhau. Dành thời gian cho hai người với nhau. Dạ. Ừ, vậy anh phải vui ở nhà, anh phải vui với người ta nha. Anh phải làm nhiều trò vui. Thì người ta thấy anh vui á, người ta thấy cái điện thoại nó buồn hơn. Nếu mà anh buồn quá ta chơi điện thoại đó. Anh mà buồn quá là ta chơi điện thoại đó. Ok. Nói gì nữa? Cao 1m55 tới 1m60 đổ lại. Dạ. Thì nặng cũng cỡ 48 tới 53 đổ lại. Dạ. Không hút thuốc. Rồi uống rượu thì uống chút xíu cho xả dao qua. Đừng có cầm 2-3 chai bia uống tùm lum tùm la. Có hết á. Cô bên kia là hơi xinh đó nha. Hỏi người thân đi. Đúng rồi. Giờ đồng chí Tiến đi với ai? Ủa mà đâu có ai dạ, thì bởi vậy mới nhờ khán giả là coi như người thân. Để tôi lo cho. Hay quá, thấy thường quá. Để tôi qua tôi hỏi nhà gái đi với ai nè. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ, nay em đi với ba em, với cô em và dượng em. Ồ, con chào gia đình nhà gái ạ. À. Rồi, chào nhà gái. Trước là cảm ơn chương trình, sau là cảm ơn Quỳnh Linh, Hương Lan. Thì nói chung là chú thấy con thì cũng được.
chứ mà chú hỏi bây giờ mà con về đây con có việc đi làm ổn định không, chứ còn em thì nó sống Sài Gòn rồi à, nếu mà em về em dưỡng chăn nuôi thì mỗi người mỗi ngã thì nó hơi khó. Chú thấy thì con cũng được, chú không chê cái gì. Chú mong hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu, được thì đến, không được thì cũng là bạn, cũng là điều tốt. Tại sao mình nghĩ ra mình nuôi gà? Trước khi mà em về Mỹ, về Việt Nam á, là em đã có chạy gà trước rồi à. Làm mướn người hết rồi em bán hết, bắt đầu em mới về đây. Thì em về đây thì cũng có một cái ông thầy Sáu, ông cũng giới thiệu vậy. Thì em cũng có đi nói chuyện với cái công ty chạy gà, thì em thấy là nó cái deal nó cũng good. Thì coi cái nào mà nếu như mà người yêu của mình thích cái gì thì mình làm theo cái đó thôi. Nếu như giả sử như bạn gái bên kia mà không thích làm chạy gà thì em có thể xây qua cái chuyện khác. Bây giờ Việt Nam cũng phát triển nhiều thứ để mình chọn lựa, hay là đầu tư bất động sản cũng được. Thì mua căn hộ cho người ta mướn, mua đất xây nhà lên cho người ta mướn. Nhưng mà giờ anh hỏi chút tế nhị chút xíu nha. Dạ. Vốn khoảng nhiêu? Thì nói thiệt với anh thì em đem về 20 tỷ mà em thấy gì đâu, không có xi nhê gì ở Sài Gòn hết. Thành thử ra mới nghĩ là về ở tỉnh là vậy đó. 20 tỷ hả? Được rồi đó, có vốn rồi, mua bán bất động sản cũng được, nuôi gà cũng được, mà nuôi vịt cũng được. Nếu cần tôi nuôi heo, tôi cho heo ăn chuối, tôi bán vô bầu đất cũng được. Dạ. Ổn định, có kinh tế khá khá. Nhà gái đừng có lo. Thật ra là cậu ở nước ngoài thì cậu cũng có nhiều cái cách để kinh doanh ha. Đó, nhà trai tôi show hàng cho nhà gái biết hết rồi đó. Thấy ổn không? Rất là cảm ơn ông Mai đã hỏi một cái vấn đề rất là tế nhị mà nãy giờ tôi không dám hỏi. Phải hỏi, bởi vì á là ảnh ở đây có mình một rồi. Đúng rồi. Nhiều người ta nghĩ anh ảnh gọi là lang thang, không có nơi này, không có kinh tế ổn định, rồi muốn làm gì làm này kia. Mình hỏi cho nó rõ luôn. Đúng rồi. Ở đây thì em cũng có gia đình, giống như là cậu với dì vậy. Có cậu gì đây luôn? Cậu gì đây, thành thử ra mới về đây. Bây giờ còn việc còn lại là để cho hai bạn trẻ gặp nhau. Đúng rồi. Tìm hiểu với nhau, cô gái này có rất là nhiều câu hỏi ạ. Rồi vậy thì sao? Mở rào. Mở đi. Bắt đầu đi tiếp. Anh. Dạ, chào em. Tặng bóng. Dạ, em có này. Cảm ơn. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn. Hai người cảm nhận sao nè? Anh cứ nói chú đi ạ. Giống như nãy anh giới thiệu với em rồi đó. Anh có cái mục tiêu là nếu như mà không quen thôi. Nếu như mà anh đã quyết định thương yêu người đó, quen người đó là anh không bao giờ có cái sự thay đổi. Chỉ có bên em thôi. Em cũng đến đây em cũng mong muốn là kiếm cho mình một người không chỉ để yêu và để còn để đi hết cuộc đời này nữa. Em muốn hỏi anh là tại sao anh ở bên Mỹ mà anh lại quyết định lại về Việt Nam? Lý do là bây giờ anh không còn ai bên đó nữa. Thì anh về đây dù sao nữa cũng có dì, cậu, bà con ở đây. Có chuyện gì mà giống như bệnh hoạn hay gì đó thì cũng có người này qua người đó. Hay là giả sử có chuyện gì cũng có người thắp nhang cho mình. Chưa chuyện gì lo thắp nhang rồi. Hiện tại thì mình cũng lớn hơn em khá nhiều tuổi. Mình cũng trải qua 2 mối tình. Em thấy người quen cũng rất là lâu. Tại sao mình lại tới bây giờ là mình vẫn còn độc thân à? Cái thứ nhất là anh lo việc nhiều quá, vừa việc làm là vừa phải về coi mẹ anh á. Là lúc 10 tuổi là mẹ anh đã bị liệt nửa người rồi. Anh thử ra anh nói là anh quyết định chừng nào mà mẹ anh qua đời anh mới lập gia đình thật sự. Cái tuổi em so với anh thì nó nhỏ hơn rất nhiều, nên là kinh nghiệm sống của em tất nhiên sẽ còn thua anh nhiều. Nên là em cần phải học hỏi, ngoài cái chuyện tìm hiểu yêu đương này kia thì em cũng phải học hỏi để cùng phát triển, để hai người cùng phát triển trong tương lai. Có nhiều lúc á, cái tuổi tác nó không có quan trọng em. Có nhiều người á, 40 tuổi nó vẫn con nít là con nít, 30 tuổi chững chạc là chững chạc. Anh lớn hơn em thì anh có thể anh dìu dắt những gì em không biết. Có nhiều lúc anh cũng phải học hỏi lại em nữa. Anh có câu hỏi gì muốn hỏi em không ạ? Không, hiện bây giờ anh không có câu hỏi gì. Anh thì anh thích đồng phẳng. Giả sử như em không thích gì em cứ nói thẳng anh, để anh biết anh sửa. Nhiều lúc mà em nói em để đừng cả chục chuyện rồi gom lại chuyện cái là khó sửa lắm. Bây giờ thôi hỏi luôn đi đó. Bây giờ anh vậy rồi anh muốn vợ liền đó. Em có đồng ý không? Thí dụ như mình tiến tới nhanh được không? Dạ. Mình sinh con liền được không? Hỏi đi. Cảm ơn anh Linh. Hiện tại nếu mà mình tìm hiểu thì em nghĩ chắc ít gì cũng khoảng
1 đến 2 năm. Trời ơi, lâu lắm. Em muốn để thời gian cho anh ổn định công việc thì mới tính tới chuyện hôn nhân. 1-2 năm là, 1-2 năm là hợp lý, là tại vì ta up một cái dự án là nó cũng phải mất rất là nhiều thời gian. Hai người tiến tới chút xíu đi, bé này còn nhát chút quốc đây. Nhìn hai người nhìn thẳng mắt nhau, hai người nhìn thẳng mắt nhau đi. Tiến thấy thơm thế nào nè? Thấy ok, chững chạc. Mặc dù nhỏ tuổi hơn anh mà thấy sự suy nghĩ em cũng chững chạc. Thì giả sử như có cái gì thì hai đứa mình học hỏi qua lại. Anh biết gì thì anh chỉ dẫn em, thì em biết gì em chỉ dẫn lại anh. Thơm thấy Tiến sao? Em thấy anh là đúng là một người có trải nghiệm đúng như em mong đợi. Em với anh tới đây cũng là một cái duyên và cũng là sự cố gắng của hai người để tìm kiếm một cái cơ hội cho mình. Nếu mà suy nghĩ của anh và suy nghĩ của em nó ok thì mình có thể cho nhau một cơ hội. Là tùy theo. Dạ. Cảm ơn anh. Tiến hát tặng Thơm bài đi. Anh không có nhớ lời nhưng mà anh cầm tờ giấy anh tặng em nửa bản ha. Dạ dạ. Đó, có chiến lược đó, đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Trời đất ơi. Anh tặng em bản Gõ Cửa Trái Tim. À dạ. Gõ cửa trái tim vang em được vào, dù tình xót đau trong thân quyệt đào, ngủ vui với chim bao nòi niềm mắt xanh sao, nhưng em vẫn ngóng tim anh mở cửa. Gò cửa trái tim sao em hận hờ, ngò hồn tái tê năm canh thần thờ, nhà lòng mặc dây tơ để một mối bơ vơ, khi không anh nhốt em trong đợi chờ. Chị thấy giống như ổng đang đọc diễn văn vậy đó. Không có thiếu thuộc bài hát nữa. Bà gái có hát tặng trai bài không? Em cũng sẽ hát tặng anh một bài. Hay là em hát lại cái bài này luôn không? Hay là hát bài khác à? Được bài rồi. Khác đi. Dạ, em sẽ hát bài... Thôi, thích gì anh đi ha. Anh có sẵn mà. Ông in nhiều bài lắm. Anh ơi suốt đêm thao thương vì anh, vì lời dạ từ lúc anh ra về, rằng mãi đây em lại đến, ước nguyện trọn một đời là mình luôn luôn có đôi. Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm, làm sao quên đường phút giây êm đềm, chờ mong sao cho trời sáng đúng giờ mình hẹn hò, là đời quên hết sầu lo. Rồi, được rồi. Bây giờ sẽ là những giây phút hai bạn sẽ lắng lòng lại để nghĩ xem những gì chúng ta vừa trao đổi với nhau có phù hợp với chúng ta hay không. Những gì mà chúng ta giao lưu về mặt cảm xúc với nhau nó có phù hợp, nó có phải là cái cảm giác mà chúng ta đã đi tìm trong suốt thời gian vừa rồi hay không. Hai anh chị sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nha. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Chính thức hai bạn đã hẹn hò với nhau rồi đó. Mình nắm tay nhau đi. Nào, nói gì với bác đi. Dạ, cảm ơn bác cho con cơ hội để tìm hiểu với con gái bác. Con cũng mong nếu như mà được thì con sẽ tiến tới hôn nhân càng sớm càng tốt. Tại vì con cũng bây giờ cũng thấy hơi cô đơn, tại mẹ mất rồi. Ở mình hoài cũng sợ nhiều lúc không có người cạo gió giùm. Nãy không lo, được không ai đốt nhang. Trời, lo không ai cạo gió. Mình lấy vợ là vì mình thương yêu nha. Đúng rồi. Chứ còn mấy cái đó mình có dịch vụ hết á. Tôi chỉ chỗ cho làm. Thì con hứa con sẽ không có để cho người vợ của con hay là người phụ nữ của con không được vui, không có muốn rơi nước mắt, lúc nào cũng có nụ cười trong gia đình hết. Rồi, chúc cho hai em hạnh phúc nha. Bố mẹ cũng không đồng ý. Mình lại khẳng định là cái việc là con ở với người đấy là nó sẽ thành công. Thì đúng là đến giai đoạn mà gọi là có tất cả mọi thứ thì người ta nó lại có sự thay đổi. Mình bị di chứng xuống chân ấy. Hiện tại thì cái đùi bên phải, tức là mình hai đùi của mình không bằng nhau. Thì mình muốn tìm một bạn có thể thông cảm và chia sẻ với mình
về cuộc sống sau này được không? Em là một người con gái mạnh mẽ. Không khóc. Nào. Nhà trai. Rồi, chào em. Ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Chào bạn gái. Chào em, chào chị. Rồi, mời em trai giới thiệu với mình. Dạ, chào chú Quyền Linh. Thoải mái lên nào. Mình là Đỗ Đức Nhân, 38 tuổi, hiện tại là đang ở Hà Nội. Làm công việc gì? Dạ, em kinh doanh cà phê ạ. Dạ, vâng. Ở đâu? Ở 323 Vĩnh Hưng ạ. À. Ở cũng ngoài Hà Nội luôn ạ. Từ Hà Nội mình bay vào đây tham gia chương trình hả? Dạ, vâng ạ. Vâng. Mình sống ở Hà Nội với ai Nhân? Em sống với em trai. Ba mẹ thì ở trong Vũng Tàu. Nhà em thì là bố mẹ ở Hà Nam. Thì hai anh em lên Hà Nội học và sinh sống tại ở Hà Nội. Và còn bố mẹ thì vào Vũng Tàu sinh sống. Rồi, mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình nè. Xin chào chị MC Ngọc Đan và xin em chào anh Quyền Linh ạ. Xin chào em. Mình là Hà và mình năm nay 37 tuổi. Mình đang làm kế toán và hiện tại làm việc và sinh sống ở ngoài Hà Nội ạ. Ồ, vậy là hai bạn cùng ở Hà Nội luôn đấy. Hy vọng là ngày mai mình sẽ về chung chuyến. Được thì quá tốt ạ. Nhân có điểm mạnh thì nếu gì? Điểm mạnh thì cuộc sống là tự lập từ nhỏ. Nói chung là công việc thì mình sẽ hoạt bát và xử lý được tất cả những cái công việc. Nhưng mà hôm nay mình hơi hồi hộp đúng không? Dạ vâng, lên trên này nó gọi là cũng mất bình tĩnh. Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm là gọi là hơi nhút nhát và thứ hai nữa là... Quá nhút nhát đó, thấy giờ dạ vâng. Vẫn đang rung đó. Vâng, đang rung. Thôi, bên đây người ta cười dữ lắm đó nha. Vâng. Ừ, nhà gái bên đây đang rất là mạnh dạn và tự tin. Giới thiệu liền, ưu điểm mình là gì? Dạ, em ưu điểm là hòa đồng và nói chung là thích nghi được với mọi môi trường, thân thiện với mọi người. Khuyết điểm là hơi nóng tính, hơi kỹ tính. Dạ, mệt rồi nha. Em có lo vấn đề đó không Nhân? Thực ra nóng tính hay là gì thì vẫn sửa được hết. Đối phương mà nóng thì mình phải chịu nhịn đi đi ạ. Em có mấy mối tình rồi Nhân? Cũng có trải qua hai mối tình ở đại học. Đại học, mối tình mấy năm? Mối tình ở 2 năm. Thời gian mà học đại học thì mình cũng không, có nghĩa là cũng chỉ là yêu thôi, cũng chưa được xác định. Tại vì lúc đấy là mình công việc của mình cũng chưa đâu vào đâu cả. Chưa có sâu sắc lắm đúng không? Dạ vâng đúng ạ. Rồi. Cái gái tình trường mình sao? Thưa chị, là em trải qua hai mối tình. Thời mối tình thứ nhất thì đang còn thời đi học nên là nó cũng trẻ con nít thôi ạ. Còn mối tình từ gần đây nhất thì bọn em do tìm hiểu không hợp nhau về tính cách. Rồi, chú Quyền Linh qua kìa. Rồi, chào nhà gái. Dạ, cháu. Mình ở ngoài đó, mình đi vào thành phố Hồ Chí Minh này, mình mong muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào? Cháu năm nay cũng 37 tuổi nên là cháu nghĩ là mong muốn có một người là điềm đạm và biết chia sẻ cảm thông với hoàn cảnh của cháu. Điềm đạm, chia sẻ cảm thông được không? Dạ, được ạ. Rồi còn mong muốn gì nữa không? Dạ, hết rồi. Vậy thôi đó hả? Đơn giản. Có không thích điều gì ở đàn ông không? Không thích đàn ông hút thuốc. Rồi không thích nhậu nhẹt. Uống nhẹ nhẹ được không? Uống nhẹ nhẹ được. Chắc là nhân mà đừng hút cũng đủ đâu hả? Thuốc thì thực ra là có biết hút. Rượu thì cũng gọi là cũng chỉ nhậu một chút. Nếu mà quá chén thì gọi là cũng về nhà đi ngủ luôn đấy ạ. Rung. Hơi rung ha. Ừ. Bây giờ mình mong muốn có người yêu như thế nào? Mong muốn một người bạn thì hoạt bát này, nói chung là chia sẻ những cái mà mình còn vướng mắc hay khó khăn, tất cả mọi thứ trong công việc để cùng nhau mà mình xây dựng cho một cái hạnh phúc ở một cái gia đình. Người ta nói là mình quen nhau mình sống thử với nhau đó, em có sống thử chưa? Dạ em đã có sống thử rồi ạ. Sống thử rồi hả? Dạ vâng. Có việc có con đấy thì là ở trong giai đoạn là sống thử và cũng gọi là tình yêu sẽ đánh đến với nhau, nhưng mà giờ khi mà mọi thứ mà mình bố mẹ cũng không đồng ý, mình lại khẳng định là cái việc là con ở với người đấy là nó sẽ thành công, thì đúng là đến giai đoạn mà gọi là có tất cả mọi thứ thì người ta nó lại có sự thay đổi. Con em lớn chưa? Dạ con em 4 tuổi ạ. Con gái hay con trai? Con gái ở với ông bà nội ạ. Nếu mà sau này em lấy vợ á thì em có đón con em về ở cùng không? Trừ khi nó lớn lên thôi, chứ còn
nó nhỏ này nó vẫn sẽ ở với ông với bà. Em nghe câu chuyện của chàng trai em thấy thế nào? Em thấy nó cũng là mỗi người mỗi hoàn cảnh, nên là mình có hiểu và cảm thông chia sẻ được với bạn nam thôi. Mọi chuyện nó đều có thể xảy ra. Mọi chuyện có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Vâng. Mình không tránh khỏi trong cuộc sống ha. Thí dụ giờ mình lấy một người đàn ông, họ có con rồi, mình về mình chăm sóc con như thế nào? Em nghĩ tất cả mọi cái đều tự nhiên. Nếu mà mình trao yêu thương cho bé thì bé chắc chắn sẽ yêu quý mình thôi. Bạn trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đến đây một mình đi ạ chị ạ. Bạn gái đi với ai cơ? À, em đi với bạn thân của em ạ. Em chào MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Em thấy anh thì cũng chững chạc, nhìn cũng hợp với Hà. Hai người tự tìm hiểu nhau và nếu hiểu nhau thì có thể làm bạn với nhau. Bây giờ mình mở rào cho hai người nói chuyện đi, hai người cũng lớn rồi ha. Dạ. Rồi. Mở rào. Đây mình có bó hoa tặng. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Bạn gặp mình bạn có thấy run đâu? Thực sự cũng không thấy run, nhưng mà có nghĩa là hôm nay lên trên này thì nó kiểu có thể là nó làm cái tâm lý của mình nó bị hồi hộp hơn. Thế à, bạn gặp mình bạn thấy mình thế nào? Cũng xinh đẹp trẻ trung. Cảm ơn bạn. Đấy. Bạn cho mình hỏi cái là nếu mà bởi vì mình cũng có hoàn cảnh của mình nên là mình ngày nhỏ hồi 5 tuổi ấy, mình có bị viêm não Nhật Bản và mình bị di chứng xuống chân ấy. Hiện tại thì cái đùi bên phải, tức là mình hai đùi của mình không bằng nhau, thì mình muốn tìm một bạn có thể thông cảm và chia sẻ với mình về cuộc sống sau này được không? Có nghĩa là chân bạn là đi không hay không, nghĩa không đều đúng không ạ? Đúng, mình không đều mà. Thực ra thì mình đang có một chút do dự, thật sự. Đấy. Không sao, bạn cứ chia sẻ thẳng thôi. Bạn có gì bạn cứ hỏi mình. Mình đang chút do dự cái việc đấy. Bạn, tớ đang hỏi mà. Nếu mà như này, nếu có duyên thì mình cũng không, cái vấn đề đấy nó không có gì cả. Tính cách của mình thì cũng vui vẻ hòa đồng, nên là bạn cứ chia sẻ thẳng thắn những cái gì mà bạn cảm thấy, cảm giác, cảm nghĩ về mình. Có thể là cuộc sống sau này bạn như thế nào đấy, mình cũng có thể chia sẻ với bạn. Như thế thì cái con đường mà sau này bạn với mình đi cùng nhau ấy, có sự cảm thông thì sẽ đi được xa hơn. Chia sẻ xong rồi có chuyện gì cũng nói thì chắc có lẽ là bọn mình sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Đúng rồi, trong gia đình hay là trong mọi công việc thì mình cũng nên phải chia sẻ cho nhau. Hay là có việc gì thì mình cũng gọi là nói để mình hiểu. Hai nữa là bây giờ thì bạn chỉ có mỗi vấn đề đấy thôi đúng không? Đúng, đâu phải cuộc sống đâu ai cũng muốn là mọi cái nó hoàn hảo hết đâu. Đâu cũng không phải có người thế này thế kia. Cho hỏi chút là cái viêm não Nhật Bản đấy là như kiểu là mình bẩm sinh hay là do như kiểu là bị sao? Mình không bị bẩm sinh, mình chỉ là bị virus, nhiễm virus thôi. Thời đấy là chưa có vaccine nên là mình bị nhiễm virus. Bạn còn hỏi gì về mình nữa không? Bạn còn thắc mắc gì về mình nữa không? Không, nhìn bạn thì không có gì để thắc mắc rồi. Nếu có duyên nhá, thì bạn với mình đến với nhau thì bạn thích sinh em bé không? Tất nhiên là mỗi tình hay là một cái gia đình muốn hạnh phúc thì bao giờ cũng phải cần có con cái. Nếu không có con cái thì nó cũng chỉ một thời gian, nó rất chi là tẻ nhạt. Bạn có đặt nặng vấn đề sinh con trai con gái không? Không, mình không đặt nặng vấn đề đấy. Tớ nghĩ là nếu mà mình chia sẻ, mình cảm thấy mình nói chuyện có thể hiểu được nhau ấy, thì tớ với bạn cũng nên xem cho nhau một cơ hội tìm hiểu kỹ hơn, để xem mình có thể đi được đường dài hay không. Thì suy nghĩ của bạn thế nào? Ông bạn đã có ý kiến thì mình cũng ok đấy. Cuộc sống thì đâu phải ai cũng hoàn thiện đâu.
Khiếm khuyết, sợ nhất là khiếm khuyết về mặt tâm hồn thôi. Tất cả chúng ta đến với nhau, anh nghĩ rằng là mỗi người sẽ có khuyết khuyết riêng của họ. Và những, chính những khiếm khuyết đó chúng ta đến với nhau để hoàn thiện hơn. Chúng ta không ai hoàn hảo cả. Có thể là về chúng ta có khiếm khuyết về tính cách, hoặc là chúng ta có khiếm khuyết về một cái vị trí nào đó ở trên cơ thể cụ thể. Chúng ta không khiếm khuyết về tâm hồn là được rồi. À, em đang suy nghĩ điều gì? Hiện tại em không suy nghĩ. Anh rất hiểu em. Không khóc. Không khóc. Không có bất cứ việc gì em phải khóc cả. Mạnh mẽ lên em. Không việc gì phải khóc cả. Em hãy nghị lực như chính cuộc sống của em hiện giờ đó. Ha? Vâng. Không vấn đề gì hết. Em là một cô gái mà xứng đáng có được nhiều hơn như vậy. 37 năm trong cái cuộc sống này bạn đã sống rất là tốt vì cái việc đó. Và tính cách của bạn đã thể hiện được rất rõ việc đó. Bạn chỉ bị không kìm được cảm xúc của bạn ở ngay tại phút này ở trên sân khấu này thôi. Vì cái sự do dự của nhà trai. Cảm thấy đó là một cái điều làm tổn thương bạn. Cái sự do dự đó là một điều làm tổn thương bạn. Nhưng Lan rất là thông cảm cho nhà trai nha. Chứ không phải là Lan khóc, Lan trách gì cả. Do dự đó là điều mà bạn cần phải có trong cái giây phút này. Chúng ta quyết định thôi. Hả? Dạ. Chúng ta không làm trái lương tâm của mình được. Hãy thích thì bấm, không thích thì nhường nút bấm cho người khác. Bấm là phải có trách nhiệm với nút bấm của mình nha các bạn. Một, hai, ba. Hóa thời gian. Không, không sao đâu bạn. Em là một người con gái mạnh mẽ. Không khóc. Nào. Chúc tất cả chúng ta sẽ có thật nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Tiên em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ, chào tất cả khán giả ở đây. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thanh Hải, quê ở Vĩnh Long. Năm nay em 36 tuổi, tuổi con mèo, tuổi thật. Tuổi giấy thì năm nay mới có 34 tuổi thôi. Rồi. Hải, Hải là quê Vĩnh Long, Hải làm công việc gì? Dạ, hiện tại công việc của em là dạy tiếng Nhật. Rồi bên cạnh đó rảnh cái em có làm vườn thêm nữa. Dạy tiếng Nhật làm vườn nữa? Dạ. À, giỏi vậy ta. Ủa em học tiếng Nhật lâu chưa? Dạ, em đã từng đi du học Nhật Bản. Năm đó em 29 tuổi. Em đi dạng du học, em sống bên đó tầm khoảng 3 năm đến 3 năm rưỡi gì đó rồi em về quê. À. Từ khi mà em về xong á cái là bị dịch luôn á. Rồi ảnh hưởng công việc tới giờ thì ở Vĩnh Long luôn. Dạ, em ở Vĩnh Long luôn. Rồi. Dạ. Mời nhà gái. Là lời đầu tiên thì em xin chào chị Ngọc Lan ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh và bạn anh trai bên kia ạ. Và rồi sau cùng thì em xin chào quý vị khán giả đang có mặt ở chương trình của mình ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Thị Thùy Liên. Em năm nay 29 tuổi ạ. Hiện tại thì em đang sinh sống ở làm việc và ở Hồ Chí Minh ạ. Em là nhân viên hành chính ở của một công ty là về giáo dục dạy trực tuyến ạ. Hiện tại thì em đang sống cùng với chị gái. Nhà em thì đang ở, ba mẹ ở Tây Ninh, thì nhà có hai chị em gái thôi ạ. Mình nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em thì em thì nửa là hướng nội, nửa hướng ngoại. Kiểu như là thích, kiểu như là hơi chân thành á. Với lại là kiểu em rất là thích giúp mọi người cái những cái việc gì mà trong khả năng của mình. Và thí dụ như khi mà có điều kiện thì em sẽ thí dụ như hỗ trợ hoặc là đóng góp một tí cái tinh thần của mình vào trong cái việc thiện nguyện ạ. Cái ưu điểm của em nữa thì theo em nghĩ á, thì mình thì là kiểu như nhập tâm vào một cái việc gì đó thì đến khi mà tối về ngủ thì sẽ mơ thấy cái việc đó luôn. Dạ. Cái đó là ưu điểm hả ta? Ưu điểm tại vì là việc đó là mình sẽ không quên được. Và mình sẽ cố gắng mình làm ra cái việc đó cho xong đi rồi muốn quên cái gì thì quên à. Dạ, tại vì đôi lúc nhiều khi em cũng hay bị quên một vậy xíu. Vậy là nó trách nhiệm á. Dạ. Trách nhiệm mà trách nhiệm quá, trách nhiệm nhiều quá. Dạ. Đúng không? Rồi khuyết điểm. Dạ, khuyết điểm là em thì làm cái gì cũng hơi chậm một xíu.
Như là chạy xe chậm nè, tại vì người ta thì có thể là chạy khoảng chừng 20 phút mà em phải chạy tới 30 phút lận. Thì có cái sở thích nó hơi lạ một xíu là em có thể hơi đam mê ngủ một xíu à. Dạ. Mình đã vừa đam mê ngủ rồi mà mình vừa chạy chậm xe nữa. Chậm nữa. Rồi bữa nào mà mình ngủ quên một cái rồi làm sao? Dạ thì bữa đó ráng chạy bù lại. Ráng mà chạy được không? Dạ được. À. Tại vì lúc đó là tinh thần tập trung vô là cái việc là phải ráng chạy đúng thời điểm. Nói thôi đừng ẩu quá nha em nha. Dạ. Vi phạm giao thông là nguy hiểm lắm. Dạ cũng hay. Rồi em trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, trước tiên em xin nói về cái khuyết điểm của mình trước. Khuyết điểm của em là người hay lo hay suy nghĩ nhiều quá. Nên trong cái việc mà giống như một vấn đề nhỏ thôi mà em suy nghĩ rất là nhiều. Nên là thường trước khi ngủ là rất là khó ngủ. Có thể đó là cái khuyết điểm lớn nhất của em. Còn ưu điểm thì chắc là em là người giống như là có trách nhiệm với lời nói của mình. Tức là một khi mình nói hay là mình hứa với ai đó thì cố gắng thực hiện được cái lời nói đó của mình. Cái thứ nhất, cái thứ hai là trong công việc thì cũng vậy, làm thì rất là nhiệt tình, rất là rõ ràng. Thì cũng có biết một số tài lẻ, ví dụ như là ca hát đồ này nọ thì vẫn biết. Ca hát. Biết nấu ăn. Nấu ăn luôn. Dạ, có thể giúp cái người vợ tương lai của mình trong gia đình, ví dụ là san sẻ công việc với nhau. Quá tốt. Tài lẻ hát này kia, hát cho nó vui ha. Dạ. Hát hay không? Dạ, chắc chịu khó nghe hay. Chịu khó nghe hay. Ở nhà trai tôi có ưu điểm khuyết điểm gì đó. Ưu điểm là vui không á? Dễ thương mà. Nhà gái tôi cũng rất là dễ thương, biết chuyện nha. Bây giờ mình nói về tình trường đi. Dạ thì nói chung là hồi trước thì có bạn theo đuổi nhưng mà em chưa có mối tình nào à. Chị ta theo đuổi em không chịu hả? Dạ tại vì lúc đó em đang học cấp 3 đó nên cảm thấy còn nhỏ và kiểu như là thôi đợi từ từ đi rồi khi nào hay kiểu như mình lớn mình suy nghĩ được á. Dạ thì em có yêu đơn phương không em? Dạ em có cảm nắng một xíu thôi anh ơi. Mà sao không tới với người ta, không nói với người ta? Tại vì lúc đó thì gặp kiểu như đi học á thì cũng gặp nhau có một thời gian ngắn á. Nên chưa kịp nói mà lúc đó em bị mất số điện thoại luôn. Giờ từ lúc mà mình hết học tới giờ là mình không có yêu ai hết luôn. Dạ. Không có thích ai hết luôn. Dạ thì tại vì đi lúc mà đi làm á thì môi trường làm việc của em thì cũng có gặp. Nhưng mà một số thì lại là có gia đình, một số thì lại là kiểu như là mấy bạn hơi nhỏ tuổi hơn một xíu. Đó là nó ngắn. Nói chung là duyên chưa tới. Dạ. Chàng trai bao nhiêu mối tình rồi? Dạ thật ra thì em có 3 mối tình chính thức. Dạ, mấy mối tình phụ thì chắc không dám. 3 mối tình chính thức và mối tình mà ấn tượng đầu tiên của em nhất đó là mối tình đầu tiên của em. Mấy thì, năm? Dạ, cũng khoảng 3 năm á. Rồi mối tình thứ hai? Là hầu như là 3 mối tình em quen cũng khoảng tầm 9 năm, 10 năm. Trời ơi, gần 10 năm. 10 năm tình trường. Hết tuổi thanh xuân rồi. Dạ. Nhưng mà tại sao 3 mối tình chia tay vậy? Lỗi với em hay lỗi người ta? Dạ, cái mối tình đầu tiên mà em ấn tượng nhất đó là do cái năm mà em đi Nhật đó anh. Cái cô ấy đòi muốn đưa em đi, tiễn em đi nhưng mà em cũng suy nghĩ được là cái cảm giác chia ly, một người ở đi một người ở lại á thì buồn thật sự nên là em không có cho người ấy đi tiễn em lên sân bay. Đi, đi luôn. Rồi từ đó đi thì về sau qua bển thì bên Nhật thì cuộc sống mới, môi trường mới, áp lực của em nhiều quá nên là hai bên ít có liên hệ với nhau á. Chia tay. Dạ. Mối tình thứ hai sao dạ. Chia tay? Mối tình thứ hai với mối tình thứ ba chắc em cũng nghĩ là quan trọng nhất là em chưa có, em nghĩ là em chưa lo được cho người ta. Cái thứ nhất, cái thứ hai là có thể giống như chị Ngọc Lan nói là duyên và nợ, có duyên mà không có nợ á. Nhưng mà dạ. Cái mà em nhận ra là em chưa lo cho người ta được đúng không? Dạ. Cả hai mối tình đó luôn. Dạ. Đó, cái đó quan trọng nhất đó. Bây giờ lo được cho người ta chưa? Dạ, nói chung là giàu thì em không lo được giàu nhưng mà em tự tin là em có thể lo được hạnh phúc. Giờ lo được rồi vậy thì mình có cái mong muốn về cái người bạn đời sắp tới của mình như thế nào không? Dạ thưa chị Ngọc Lan, thật sự thì mong muốn thì đó là một cái điều mong muốn nhưng mà thật sự quan trọng là duyên nợ. Cái thứ nhất, cái thứ hai là nếu mà em muốn được thì thật sự là em muốn người phụ nữ cứ của gia đình. Thử xem em diễn tả người phụ nữ của không? Gia đình tức là biết chăm chút, biết yêu thương gia đình, rồi biết cái chuyện nội trợ trong gia đình. Chứ thật sự một cái ý tưởng anh đã nghe bạn nữ nói là biết chia sẻ giống như là giúp các chương trình thiện nguyện thì thật sự em cũng rất thích, thích. Dạ đúng rồi. Có được á, lấy vợ về làm vườn phụ ha. Dạ nếu được gì quá tốt. Mở luôn vựa trái cây luôn. Em có về làm vườn được không em? Vĩnh Long làm vườn được không? Dạ tại nhà em ba mẹ cũng làm nông mà. Ủa vậy quê ở đâu? Dạ nhà em ở Tây Ninh ạ. À Tây dạ. Ninh. Nhưng mà không có trồng trái cây nhiều. Tây Ninh cũng trái mãng cầu là ngon lắm á nha em. Dạ em không có trồng mãng cầu. Dạ. Dạ. Vậy chỉ trồng gì? Dạ nhà trồng cao su với chuối. Thôi bổ sung vừa trồng mãng cầu vừa trồng cao su cũng được. Dạ. Rồi em muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Dạ bạn trai thì nói chung là cao trên 1m7. Khó.
Dạ. Cao hơn. Không, ngon không, lắm. Không gia trưởng quá. Miền Tây thật ra ít gia trưởng, dạ, miền Tây rất là dễ thương. Không, không có keo kiệt tính toán tự. Anh này sao keo kiệt được? Người miền Tây phóng khoáng lắm. Dạ, nói chung là nếu giúp được thì giúp trong khả năng, không bao giờ. Không có keo kiệt đâu. Dạ, với Gia Lăng và Trung Thủy ạ. Trung Thủy thì không biết nha. 9 năm tình trường thì không biết. À, gần 10 năm yêu đương rồi đó. Cái chuyện đó hồi tự em kiểm tra nha. Dạ. Rồi, bây giờ mình hỏi người thân đi. Đúng rồi, chàng trai đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi với anh rể thứ ba của em. À, chào anh Bình Linh. Dạ. Dạ, chào anh. Dạ, chào cô Ngọc Lan. Dạ, chào Ngọc Lan. Dạ. Anh thấy tôi sao? Tôi giới thiệu là tôi anh rể của Hải. Dạ, anh thứ ba. Thứ ba. Dạ. Anh thấy sao nhà gái? Thì qua cái lời trao đổi nãy giờ á, thì thấy cũng dễ thương. Dễ thương đúng không? Dạ. Thì thấy cũng hiền, cũng xinh gái nữa. Hải muốn vợ chưa anh? Thì muốn chắc cũng lâu lắm rồi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái ba mẹ. Ba mẹ vợ. Ba mẹ vợ là sao? Cũng như trước đây á thì cũng chưa có gấp lắm. Thì bây giờ ba mẹ vợ thì lớn tuổi quá rồi. Mà Hải là cái người Úc trong gia đình đó. Anh chị giờ ai cũng có gia đình hết rồi, giống như ai cũng lo cho Hải. Nghĩa là giờ ba mẹ bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 70. 70. Dạ. Là ở với lại Hải thôi. Dạ. À, không có ai nữa hết đúng không? Dạ đúng rồi. À, vậy là phải về làm dâu đó. Quản lý hơn mẫu vườn luôn đó, nãy giờ tất cả loại trái cây luôn á. Dạ. Cũng được anh, thật ra là anh thấy được đó. Về đó chăm sóc, nhưng mà mình ở huyện nào? Dạ ở huyện Bình Tân. Hồi trước đây là Bình Minh á, rồi sau này mới tách ra thành cái huyện mới là Bình Tân. À, tức là ngay gần cầu Cần Thơ đúng không? Dạ đúng rồi, cầu Cần Thơ lên độ khoảng 10 mấy cây. Rồi, dạ. Ngay Tâm Bình đi qua đúng không? Dạ dạ. Rồi, à, sát giáp lên Cần Thơ luôn. Cảm ơn anh. Dạ. À, em gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với chị gái ạ. Chị gái, mời chị gái. À, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan. À, em là chị gái của Liên. Thì hôm nay thì em thấy cái anh trai đây đây thì cũng là khá chín chắn, lớn tuổi, biết suy nghĩ. Nên là thôi để mọi người, để hai bạn đó tự quyết định với nhau. Em thì không tham gia. Rồi, cảm ơn em. Không ý kiến gì luôn. Cảm ơn em. Bây giờ thì mở rào cho hai bạn gặp nhau. Mở rào. Nhiệm vụ của em đó Hải, đem trái cây qua coi mắt coi làm sao. Đó. Đây có một số trái cây món quà quê. Đây là những gì mà gia đình anh trồng. Dạ em cảm ơn ạ. Tặng em làm. Dạ em cảm ơn anh. Em cảm ơn. Chính xác hơn là Hải trồng đó. Dạ em cảm ơn. Với ba mẹ không, nhà chỉ có ba người thôi đó. Dạ. Thì đến với chương trình thì em có chuẩn bị một món quà nhỏ là hai cuốn sách ạ. À, đầu tiên là cuốn Hiểu Về Trái Tim, thì mong là anh em mình thì có cơ hội là để hiểu nhau nhiều hơn. À, cuốn thứ hai là Lần Đầu Làm Cha Mẹ, thì nói chung là hy vọng là sau này chúng ta có một điểm chung là cùng nhau làm lần đầu làm cha mẹ của con mình ạ. À. Cảm ơn em nhiều quá. Dạ, em gửi anh ạ. Cuốn thứ hai, cuốn đầu cũng hay mà cuốn thứ hai cũng hay đó nha. Thôi hai người ưu tiên cho em hỏi đó. Nói thiệt em mới đầu cũng chưa biết hỏi gì, thôi anh hỏi mình em cảm trước nhận đi về nhau đi đó. Ba mươi mấy tuổi mình mới gặp đối phương này đó, cảm nhận sao? Em suy nghĩ như thế nào về cái việc làm dâu? Dạ thì đối với em thì cũng con gái thì đi lấy chồng thì cũng có thể làm dâu được ạ. Cũng không có vấn đề gì lắm ạ. Thì công việc gia đình san sẻ đâu này nọ trong gia đình đó em có thể san sẻ được không? Vậy được. Nhưng mà em làm hơi chậm nha. Cái gì em nói chung là về nấu ăn thì có thể là tạm chấp nhận, hơi nó, lâu lâu nó hơi dở một xí, nhưng mà em vẫn có thể nấu được, mà nó sẽ hơi chậm. Thay vì người ta là có thể là người ta nấu trong vòng một tiếng thì cho em thêm 30 phút nữa nha. Nấu tiếng rưỡi nó khét đó. Dạ chưa nấu ăn được cái là chưa khét, nhưng mà vị nó hơi lạc một xíu ạ. Trong cái chuyện tình yêu á, thì nãy anh có nghe em chia sẻ. Dạ. Quan trọng nhất là cái chuyện chung thủy đúng không? Dạ. Thì
thì chung thủy nó thường nó gắn liền với niềm tin. Anh thì anh nghĩ như thế, một khi mà tin á, tin tưởng nhau rồi thì cái việc chung thủy, mà đến từng tuổi này rồi, anh em mình với nhau lớn tuổi hết trơn rồi, thì cái việc mà ngoài xã hội bên ngoài anh nghĩ chắc nó không quan trọng bằng việc vợ con đâu. Cái đó anh suy nghĩ như vậy. Cô gái kia chưa yêu lần nào đó Hải, em là 10 năm yêu đương rồi. Câu đó nói với tôi thì được, hợp lý, phù hợp lứa tuổi. Còn cái cô đó thì chưa yêu lần nào luôn đó. Hãy chia sẻ tình yêu với cổ đó nha. Bây giờ hẹn hò sao là mình đang ở, hướng dẫn nữa đó. Mình đang ở cách xa nhau đó, theo Hải thì hẹn hò sao mình ra điều kiện thử coi làm sao. Em có ngại khi là anh ở xa quá rồi em ở đây công việc, ví dụ mà mình nên duyên nên nợ thì em có về Vĩnh Long để làm dâu, để em công việc của em có ảnh hưởng như thế nào, em có suy nghĩ vấn đề đó. Dạ thì chắc tới đó nếu mà như vậy thì em sẽ chuyển đổi công việc thôi. Tại vì em cũng sống xa nhà từ 15 tuổi rồi nên cũng không có vấn đề gì ạ. Thường thì ở dưới quê của anh thì cái khi mà em về đó thì làm chắc công việc mình để chuyển đổi thì nó hơi khó. Tại vì nó nằm ở mặt tiền, nhưng mà cái công việc của em hình như là anh nghĩ nó khá là phát triển. Khi về quê anh thì chắc nó hơi khó, chắc chịu khó làm dâu nhiều hơn nha. Rồi em có câu hỏi gì hỏi anh không? Anh thấy em thế nào? Nói chung là em là, anh nói thật cảm nhận thì tướng tá hình hài của em thì rất là tươi, rất là xinh gái. Cảm ơn anh ạ. Đó nói thật. Còn em thấy anh thế nào? Cảm ơn anh Quyền Linh, anh hỏi giùm rồi. Dạ. Em thấy anh đây thì chững chạc ạ, có cái tài lẻ thì em thì không có được là ca hát hay cái gì hết, nhưng mà có thể là bù qua sức lại, với lại là chắc nếu mà có mình có thể thì anh dạy em tiếng Nhật nha. Ok, sẵn sàng nếu mà có thời gian. Dạ. Cho anh hỏi này, ví dụ khi mà về cái chuyện mà hôn nhân là cái chuyện xa xôi đúng không? Thật sự thì mình không có biết trước được điều gì, nhưng mà mình có nghĩ, em có nghĩ là đủ sẵn sàng để lo cho một cái cuộc sống, cho một cái hạnh phúc mới? Nói chung là về kinh tế thì nói chung là về vấn đề về tài chính thì em, bản thân em thì em đã chuẩn bị rồi. Dạ, còn về tâm lý thì mình cũng đã đến tuổi trưởng thành và mình cũng đã, em đã suy nghĩ đến vấn đề này rồi ạ. Cho anh hỏi một câu cuối cùng. Dạ. Ví dụ như một là cái người có thể là có tiền nhưng mà chưa mang đến hạnh phúc cho em, hai là một người có thể là mang đến hạnh phúc cho em nhưng mà chưa chắc có tiền, chưa chắc giàu, thì em sẽ chọn? Cái vấn đề này thì nếu mà mình hạnh phúc thì mình sẽ kiếm ra được tiền. Dạ, tại vì khi mà mình hai người đến với nhau á, và vấn đề là cùng chung chí hướng với nhau, thì cái việc gì nó khó thì chúng ta cũng có thể vượt qua. Còn khi mà nếu như mà mình không có cùng một cái hướng với nhau á, cho dù có tiền đi chăng nữa thì cái vấn đề đó nó cũng không được giải quyết. Dạ. Rốt cuộc là chọn thứ hai. Dạ, đúng không? Em chọn thứ hai. Rồi, cảm ơn em. Nhưng mà nếu như người có tiền mà vừa đem hạnh phúc cho mình nữa thì sao? Dạ, tốt hơn ạ. Hơn mẫu giường ngon lắm em. Dạ. Không có giỡn đâu nha. Cái việc mà làm dâu anh sợ, ví dụ anh là con trai út trong nhà, cha mẹ thì cũng lớn, thì chắc nếu mà mình lên nên duyên nợ thì về sống chung với anh, lo cha mẹ với anh mới lo công việc riêng, để mình sống độc lập đó. Thì em có thấy ngại cái quan điểm đó không? Dạ không ạ. Thì em nói chung là mình cũng muốn, em cũng muốn là sống gần cha gần mẹ nhiều hơn. Nhưng tại vì nó có những cái tình cảm á, khi mà như em điển hình như em ở xa đi, nhiều khi mà mình muốn thể hiện cái tình cảm thì có cũng không thể hiện được hết. Nhiều khi chỉ có gọi điện qua lại thì nó cũng không thể hiện được hết những cái vấn đề mà mình muốn thể hiện. Cảm ơn. Dạ. Rồi khoảng bao lâu? Em hỏi đi. Khoảng bao lâu thì bên nhà gái cho mình tiết tới? Cái này chưa biết anh Quyền Linh. Thì em hỏi bên đó đi. Hỏi người ta coi khoảng. Em nghĩ là cái thời gian vô quen nhau và tìm hiểu nhau để đi đến hôn nhân nó khoảng bao lâu? Cái này tùy ở anh. Không thì anh nghĩ là thật sự phải có niềm tin. Dạ. Phải có niềm tin. Thì thật sự thời gian là một cái vấn đề nó cũng mấu chốt, nhưng mà quan trọng nhất là phải tin tưởng nhau. Dạ. Và phải hiểu nhau, có thời gian mới hiểu nhau được, chứ anh nghĩ là đâu bao phút chắc cũng không dạ, nói chuyện rồi. Được hết dạ, về tình cảm rồi. Đó đúng không? Thì dạ. Theo anh đó, anh xuống, anh lên nhiều á thì gặp nhiều á thì nó mau, còn anh ở dưới hoài thì nó lâu, mà anh dưới luôn á thì nó trống luôn, hiểu không? Dạ. Là do anh hết á, thấy không? Anh đi Nhật anh biết rồi, ga lăng thế nào, làm thế nào thì chắc dư sức rồi. Trời ơi, 10 năm yêu đương rồi còn
Có gì nữa? Giờ nói sơ sơ hẹn hò đi. Đó, như một người kinh nghiệm 10 năm tình trường nè. Ví dụ giờ nè, mình hẹn hò rồi mình làm sao? Vĩnh Long với thành phố Hồ Chí Minh nó hẹn hò. Cô gái này người ta chưa yêu bao giờ, người ta còn chưa hình dung ra được hẹn hò là như thế nào nữa đó. Không, thật sự em nói với chị Lan, với giống như là em chỉ nói chuyện bản thân em thôi. Tức là bây giờ nói một cái vấn đề ví dụ mà khi mình làm một cái cô gái khóc á, điều đó thật sự em không muốn. Tại vì em đã từng khóc rất nhiều. Ba mối tình thật sự em nói thì em trải qua như thế thôi, nhưng mà em khóc một mình đâu ai biết đâu. Nên là thật sự em sợ nhất là nước mắt phụ nữ. Bây giờ em chỉ muốn là cái người đó đi đến cuối cuộc đời với em thôi, chứ em không có muốn người phụ nữ khóc nữa, thật sự em sợ. Hay, cái này cũng hay. Cái này rất chân thành, bạn chia sẻ rất chân thành chứ không có, chứ không phải đúng là rồi. Nói à, cho không phải là gặp là đâu. Yêu, gặp là đương rồi để vuốt đuôi đồ này nọ để chuột là em chính xác. Em rất là rõ ràng thật sự. Người miền Tây có sao nói vậy người ơi đó ha. Rồi, bây giờ nè, mình có một chút cảm xúc vì với nhau nào lên đây. Em gái, người ta chưa yêu lần nào đó, chưa có một cái đó, hai người. Hơi rung mà. Hơi rung đúng không? Dạ. Chưa yêu lần nào mà người này yêu vừa rồi. Dạ. Thành ra là nó cũng có thể chai sạn chút xíu rồi. Nhưng gặp một cô gái chưa bao giờ yêu, một cô gái trong veo như thế, em nói gì đi, cảm xúc em với người đối diện thế nào? Lạnh quá. Hả? Em đang rung. Cái tay của bạn ấy lạnh quá. Lạnh bạn ấy rung đó. Còn em nói đi, bây giờ em đang suy nghĩ gì về cô gái đứng trước mặt mình? Không, bây giờ anh nắm tay em nè. Thì đâu lần đầu tiên anh không biết là như thế nào, nắm tay không biết có lần đầu tiên là không, nhưng mà em nhắm mắt là nắm tay anh thử. Cái này em nắm tay anh thì em cảm nhận như thế nào thì em cứ nói thật. Nói thiệt là ở bàn tay anh thì có cái sự là ấm áp. Dạ, có thể là ba chọn hết bàn tay em, nhưng mà cảm xúc thiệt là bây giờ cũng chưa có nắm được. Tại em cũng chưa lần. Người ta chưa hình dung được cảm xúc đó là cảm xúc gì đâu. Thật ra bây là... giờ hỏi thẳng nè, thích không? Cầm tay như vậy thì thích không? Dạ thích. Đó. Thích là được. Ừ. Người ta nói thích là nhích. Nhích đi. Rồi. Em có hát một câu gì đó tặng cô em gái đi. Ừ, hát hai bài để hát nữa ha anh. Bây giờ hát giọng thật hát, đi. Bây giờ giọng thật của mình. Không cần nhái gì. Rồi ok, nắm tay luôn ha anh. Đúng rồi, phải nắm. Trời, nắm ôm tay luôn gái. Cũng được nha. Nắm tay gái mà sao buông ra được. Em không biết hát bài gì nữa. Hát mọi người cùng vỗ tay với em đi ha. Không, hát mình không, hát cho mình cô gái nghe đi. Ở đây muốn em hát cho cô gái nghe chứ. Hát cho mọi người làm chi. Dạ. Anh hát giọng sâu được không ạ? À? Sâu là sao? Ý là thôi hát cho mình em nghe thôi được à. Cải lương được không? Dạ bây giờ chắc cải lương hát không nổi anh. Kệ nó hát gì đó. Nào. Khó nói thành lời quá em ơi. Xin phép cho em dạ, cho anh không được hát không? Dạ được ạ. Hay là thật sự ví dụ em muốn yêu cầu một bài hát thì anh có thể, chứ tự nhiên bây giờ trong đầu anh không hình dung ra một bài hát nào dạ, đó. Dạ dạ dạ. Không sao đâu anh, có rồi, gì rồi, hát rồi. Sau cũng được rồi, rồi cảm ơn em. Okay. Em. Dạ. Cảm ơn em. Rồi, chúng ta trở về vị trí các bạn. Đã đến lúc chúng ta đưa ra quyết định của mình. Để tay vào nút bấm đi. Bên tay trái. Này, chị giúp cho. Nếu chúng ta cảm giác trái tim mình rung động, hãy bấm ngay nút đó. Còn nếu chưa, không cần bấm. Nhường nút bấm nó cho người khác. Khi chúng ta quyết định bấm, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm của mình nha. Chúng ta đang đối diện với gia đình, với người thân, với hàng triệu khán giả. Hãy làm theo trái tim của mình mách bảo. Đừng làm theo bất cứ điều gì hết các bạn nha. Đó là những lời nhắc mà chương trình luôn luôn nhắc các bạn, để chúng ta đưa ra quyết định đúng đắn. Bắt đầu. 1 2 3. Hết thời gian. Ủa? Em trai không bấm. Sao vậy em? Trước tiên xin lỗi Kim Liên, xin lỗi Băng Chơi. Tại vì thật sự đối với em á, cái cảm giác là em muốn cái người vợ của mình, tương lai mình là sống gần với mình, quê cha mẹ gần với mình, để có dịp tiến có dịp tới lưu thăm cha mẹ, chăm nom cha mẹ nó dễ. Bạn thì giống như là em xin lỗi, có thể là khoảng cách nó quá xa nên là cái vấn đề đó em đang suy nghĩ, nên là em xin lỗi. Dở quá. Nãy bạn nói là bạn có thể làm dâu được rồi mà. Ừ. Hay ở đây không có gì không giải quyết được, chỉ sợ con tim mình chưa rung động thôi. Còn tất cả mọi thứ đều giải quyết được hết.
Em gái, hàng triệu người đang xem chương trình. Dạ. Và chắc chắn một nút bấm nào đó, rất nhiều nút bấm nữa sẽ bấm cho em. Dạ. Không lo điều đó. Em đó là quyết định của mỗi người. Một cô gái chưa bao giờ yêu cả. Còn chàng trai này thì tuổi thanh xuân nó qua nhanh lắm rồi. Anh nghĩ rằng là nó không còn dài nữa đâu. Hãy mở lòng ra cho một cơ hội nào đó để tìm cái người mà mình sẽ đi với họ suốt cả cuộc đời này. Yeah. Chúng tôi tôn trọng quyết định của bạn. Em gái có cảm xúc gì không? Dạ thì chắc có lẽ là thời gian tiếp xúc nó ngắn thì chúng ta cũng chưa có tìm được điểm chung. Dạ thì không sao, nếu mà có gì thì chúng ta cứ làm bạn. Dạ. Okay, cảm ơn em. Rồi. Cảm ơn em rất là nhiều. Trời ơi, tôi cũng biết nói làm sao luôn á. Tôi thấy rất là tiếc luôn á. Tại vì hai bạn này cũng không có cái gì khó để mà khó giải quyết vấn đề đâu. Vấn đề nó rất là dễ luôn. Không có gì không giải quyết được. Chỉ có con tim chưa rung động. Có thể là như đơn vậy. Đơn giản như vậy thôi. Nào, chúng ta sẽ nhận quà của chương trình. Đây là lăn nách không mùi đến từ châu Âu, hết mùi hôi, khô thoáng đến 72 giờ, gửi tặng cho hai bạn. Dạ, em cảm ơn chương trình ạ. Đây là Amity, nước rửa tay, nước rửa chén, nước lau sàn. Xà bông của Quỳ Linh bán ở chợ Vĩnh Long nhiều lắm. Dạ. Rảnh ra chợ Vĩnh Long mua ủng hộ. Dạ, sau lăn nách thì sẽ tới nước mắm Chí Hải ạ. Dạ, cảm ơn chị. Một cái không mùi, một cái có mùi. Dạ, em cảm ơn chị. Mà mùi này là mùi mà không thể thiếu trong các bữa ăn của người Việt Nam mình đó nha. Đậm đà hương vị Việt. Đây là phần quà tặng đến từ nhà tài trợ thép Vina Kway. Cảm ơn chị. Dạ, em cảm ơn chị. Đây, quà của em gái. Dạ, em đọc hai cuốn sách đó đi. Dạ. Nha. Rồi gác chân lên trán đó. Nhớ ngày hôm nay. Mình đã đánh mất một cơ hội. Mà biết bao nhiêu người người ta thèm thuồng cái cơ hội đó. Thì em cũng mong là bạn gái tìm được một cái người tốt hơn. Dạ. Ừ. Rồi, đó là cái sự quyết định của mình từ trái tim của mình. Chúng ta không làm sai được cảm xúc của mình đâu. Dạ. Chúng ta luôn luôn phải sống đúng với cảm xúc của mình. Đừng để người khác hiểu lầm cái cảm xúc đó. Dạ, dạ. Mà tội cho đối phương, giống như em nói. Mình không muốn một người phụ nữ nào khóc vì mình, dạ, cả đúng. Em nha. Dạ. Rồi, chúc các bạn sẽ sớm tìm được một nửa mảnh ghép của mình, một nửa yêu thương của mình nha. Cảm ơn hai bạn. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất.